Thưa quý vị, thưa các bạn, đã thành quy luật trong cao điểm mùa nắng nóng, hóa đơn tiền điện của người dân sẽ tăng cao, tỷ lệ thuận với nhiệt độ ngoài trời. Mà nguyên nhân chính là do nhu cầu sử dụng của người dân tăng đột biến, nhất là trong việc sử dụng các thiết bị làm mát, nhằm góp phần giúp người dân giảm bớt nỗi lo tiền điện. Mỗi khi hè đến, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng tiết kiệm điện an toàn và hiệu quả. Để giúp giảm chi phí và góp phần vận hành ổn định lưới điện, EVN-NPC khuyến cáo khách hàng để thiết bị điều hòa ở mức nhiệt độ tốt nhất từ 26 đến 28 độ. Việc để nhiệt độ thấp sẽ làm cho điều hòa chạy liên tục gây tốn điện và không đảm bảo sức khỏe. Ngoài việc sử dụng hợp lý các thiết bị điện, EVN-NPC cũng khuyến cáo người dân không nên sử dụng đồng thời các thiết bị có công suất lớn như bếp điện, máy giặt, bình nóng lạnh trong giờ cao điểm, bao gồm khung giờ từ 11 đến 14 giờ và 18 đến 23 giờ hàng ngày. Trong mùa nắng nóng thì tổng ty để tránh hóa đơn tiền điện tăng cao thì tổng ty đề nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, đồng thời sử dụng các cái dịch vụ điện trên cổng dịch vụ công quốc gia và thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt để đảm bảo an toàn cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Những ngày qua, thời tiết nắng nóng liên tục khiến sản lượng điện tiêu thụ tại tỉnh Hưng Yên tăng cao. Trước tình hình này, Công ty Điện lực Hưng Yên PC Hưng Yên đã thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo khách hàng sử dụng các thiết bị điện ở mức phù hợp nhằm góp phần giảm nguy cơ sự cố điện, tránh được hóa đơn tiền điện tăng cao. Ngành điện khuyến nghị khách hàng, người dân cần thật sự quan tâm thực hành tiết kiệm điện, sử dụng điện theo nguyên tắc 4 đúng, đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu. Từ đó, khách hàng nên ưu tiên mua sắm các phương tiện thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán tiết kiệm năng lượng, hạn chế sử dụng bóng đèn sợi đốt, thay thế bằng bóng đèn LED, sử dụng hệ thống phun nước nóng từ năng lượng mặt trời. Thực hiện chỉ đạo của tập đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thì chúng tôi đã tuyên truyền tới khách hàng sử dụng điện. Năm nay chúng tôi có một cái đổi mới hơn, thêm một cái kênh tương tác cho khách hàng, đó là đưa cái trang web chăm sóc khách hàng và cũng như là trang web ước tính điện năng tiêu thụ, để khách hàng có thể là tra cứu cũng như là kiểm soát được cái sản lượng điện tiêu thụ hàng ngày trên cái trang web này, để biết được cái lượng điện tiêu thụ và cũng như là tránh cho phát sinh sản lượng cuối tháng mà không lường trước. Sau một thời gian tích cực triển khai, thực tế đã cho thấy công tác tuyên truyền của PC Hưng Yên đã dần thay đổi thói quen sử dụng điện của mỗi người dân, mỗi khách hàng. Tin rằng trong năm 2021, bằng các hình thức tuyên truyền đa dạng, ý thức sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả luôn được cộng đồng chú trọng, giúp giảm áp lực lên hệ thống lưới điện, nhất là vào giờ cao điểm và những ngày có nắng nóng, góp phần cung cấp điện ổn định, an toàn và liên tục, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Là một cái đơn vị sử dụng cũng là rất là nhiều điện, tôi cũng sử dụng một số các cái nguồn điện tiết kiệm, ví dụ như là sử dụng biến tần cho hệ thống điều hòa, cho hệ thống bơm, cho hệ thống máy nén khí. Và tất cả các cái bóng đèn của tôi đã được thay thế là bóng đèn LED, tiết kiệm điện thì cũng là giảm được chi phí, và tôi cũng là có một cái dự phòng là ngoài cái nguồn điện ra, nếu mà các cái mùa cao điểm thường thuận bị mất thì tôi đều có máy phát dự phòng để đảm bảo cho sản xuất kinh doanh của chúng tôi. Để đảm bảo cấp điện an toàn trong mùa nắng nóng cũng như giảm thiểu nguy cơ sự cố điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Hải Phòng PC Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng ban, điện lực trực thuộc rà soát, cập nhật, tiến hành phân tích đánh giá số liệu, tính chất phụ tải theo từng khu vực để từ đó đưa ra dự báo phụ tải sát với thực tế, đồng thời chuẩn bị phương thức vận hành lưới điện an toàn, hợp lý, xây dựng kịch bản cấp điện phù hợp cho từng khu vực, đặc biệt là quan tâm đến việc tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Công ty cũng xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực tuyên truyền viên để mỗi cán bộ công nhân viên trong công ty đều là một tuyên truyền viên tiết kiệm điện tích cực, luôn gương mẫu đi đầu trong công tác thực hành tiết kiệm điện. Để đảm bảo cấp điện trong cái mùa nắng nóng thì một trong những yếu tố quan trọng phải nói đến là cái sự ủng hộ và cái sự quan tâm của người dân trong cái việc sử dụng điện, và cũng mong rằng khách hàng và nhân dân trong cái thời gian tới tiếp tục ủng hộ ngành điện bằng các cái hành động là sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và tắt những thiết bị không cần thiết, để tránh cái quá tải cục bộ khu vực gây gián đoạn mất điện.
thời tiết năm 2021 được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp. Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, có thể gây ra quá tải lưới điện. Vì thế, tiết kiệm điện là giải pháp hiệu quả để vừa tiết kiệm chi phí, vừa góp phần giảm tải cho ngành điện. Có thể khẳng định rằng, tiết kiệm trong sử dụng điện là trách nhiệm của mỗi người dân, của mỗi đơn vị, doanh nghiệp. Do vậy, ngành điện luôn mong nhận được sự chung tay góp sức đồng hành của khách hàng để cho lưới điện vận hành được ổn định, an toàn và liên tục.